Sau bao năm xa quê hương, tôi dành thời gian ngắn ngủi trong một tuần để trở về đất mẹ Việt Nam, thăm bà con, bạn bè. Sài Gòn 20 năm đã thay đổi quá nhiều, cuộc sống mọi người đã tốt hơn. Tôi quyết định chọn một khách sạn cao cấp 5 sao ở ngay phố đi bộ Nguyễn Huệ để tận hưởng chuyến trở về của mình. Đây là một khách sạn nổi tiếng nhất Sài Gòn, từng đón rất nhiều khách hàng sang trọng trên thế giới đến cư ngụ. Vào đêm đầu tiên ở khách sạn, tôi đã có một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, tôi thấy một cô gái trẻ đang đứng ở cửa sổ phòng tôi. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng dài, mái tóc đen dài xõa xuống vai. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt buồn bã và nói: "Cứu tôi." Tôi giật mình tỉnh giấc, nhưng không thể nhớ rõ khuôn mặt của cô gái trong mơ. Tôi nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ bình thường, nhưng sau đó, tôi bắt đầu gặp phải những hiện tượng kỳ lạ. Đêm thứ hai, tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân đi lại trong phòng khách. Tôi bật đèn và nhìn ra ngoài, nhưng không thấy ai. Đêm thứ ba, tôi đang tắm thì nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Tôi vội vàng ra khỏi phòng tắm, nhưng cũng không thấy ai ở đó. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Tôi kể cho bạn bè nghe về những chuyện kỳ lạ mà mình gặp phải, nhưng họ đều cho rằng tôi đang bị ám ảnh. Đêm thứ tư, tôi đang nằm trên giường thì đột nhiên thấy một bóng đen xuất hiện trong phòng. Bóng đen đó giống như hình dáng của người phụ nữ trong giấc mơ của tôi. Tôi hoảng hốt vội bật đèn sáng lên, nhưng bóng đen đó đã biến mất. Tôi lại kể cho bạn bè, họ khuyên tôi nếu lo lắng thì nên chuyển phòng khác, nhưng tôi không muốn rời đi. Tôi muốn tìm ra sự thật về những chuyện kỳ lạ mà mình gặp phải. Trong căn phòng của tôi, có một bức tranh trừu tượng. Khi tôi tập trung nhìn vào bức tranh treo trên tường này, tôi cảm giác có sự biến đổi. Những hình ảnh như đang di chuyển, một gương mặt cô gái mờ nhạt như muốn nói gì với tôi. Tôi nghĩ chắc chắn bức tranh này có liên quan đến bí mật trong căn phòng của khách sạn này. Văng vẳng bên tai tôi, còn nghe một tiếng nói yếu ớt như van xin, hãy giúp tôi với. Tôi không còn sợ nữa, mà bắt đầu tìm kiếm những dấu vết, những manh mối về những hiện tượng này. Những dấu hiệu lạ xuất hiện nhiều hơn. Tôi cảm nhận bóng hình cô gái trở nên vui vẻ hơn. Tôi cảm nhận mùi hương đã giúp tôi tỉnh táo. Tôi bắt đầu tìm hiểu về lịch sử của khách sạn. Tôi được biết rằng khách sạn này từng xảy ra một vụ án mạng. Một cô gái trẻ đã bị sát hại ở đây cách đây nhiều năm. Tôi tin rằng bóng dáng cô gái trong giấc mơ của tôi là linh hồn của cô gái bị sát hại. Cô ấy đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Tôi quyết định tìm ra hung thủ của vụ án mạng. Tôi bắt đầu thu thập thông tin và điều tra. Cảm nhận được sự giúp đỡ của tôi, linh hồn cô gái bắt đầu gần gũi tôi hơn. Sự giao tiếp giữa tôi và linh hồn đã dần rõ ràng. Một đêm nọ, bất ngờ tôi nghe tiếng nói nhẹ nhàng từ trong phòng vang lên. Anh hãy nhìn vào chiếc đồng hồ cũ bên cạnh bàn đó. Tôi quay người và nhận ra chiếc hộp cũ kỹ, đằng sau lớp bụi thời gian. Tôi nhẹ nhàng mở nó và phát hiện ra những lá thư cũ kỹ, một số hình ảnh và một chiếc đồng hồ cũ. Cảm giác lạnh lẽo bắt đầu tràn không gian. Tôi hỏi, đây là chiếc đồng hồ của ai? Linh hồn nói khẽ, đây là chiếc đồng hồ của Hoàng. Anh ta là nhân viên dọn phòng của khách sạn này, anh ta là kẻ đã giết hại tôi. Linh hồn tiếp tục nói, anh ấy ẩn mình rất khéo léo. Nhưng với những dấu vết anh có, anh có thể cung cấp cho cảnh sát để vạch tội ác của hắn. Tôi nhanh chóng đến trình báo với cảnh sát. Khi nói về giấc mơ và hành trình giao tiếp của tôi với linh hồn, cảnh sát ban đầu không tin, nhưng họ thấy tôi thể hiện sự quyết tâm nên đã vào cuộc điều tra. Sự thật đen tối cuối cùng được phơi bày trước công lý. Tên Hoàng đã bị thẩm vấn và thú nhận tội ác của mình vì ghen tuông với cô gái mà anh ta giết hại. Khi trở về lại căn phòng của khách sạn, tôi cảm nhận cô gái trong bức tranh đã không còn, mà là một hình ảnh tươi sáng hơn.
Kể từ đó, tôi không còn gặp phải những hiện tượng kỳ lạ nữa. Nhưng tôi vẫn còn nhớ về cô gái xấu số trong giấc mơ của mình. Tôi hy vọng rằng cô ấy đã tìm được sự bình yên. Trong đêm cuối cùng ở khách sạn, trước khi ra sân bay Tân Sơn Nhất để trở về Mỹ, tôi đang ngủ thì đột nhiên tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng động ở bên ngoài cửa sổ. Tôi bật đèn và nhìn ra ngoài, nhưng không thấy gì. Tôi nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, nhưng rồi tôi lại nghe thấy tiếng động đó một lần nữa. Lần này, tôi quyết định kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra. Tôi bước ra khỏi phòng và đi đến cửa sổ. Tôi mở cửa sổ ra và nhìn xuống dưới. Tôi thấy một mảnh giấy nhỏ được bỏ bên dưới cửa sổ phòng tôi. Tôi lấy mảnh giấy đó lên và mở ra. Trên mảnh giấy có viết một dòng chữ: "Cảm ơn anh đã giúp tôi." Tôi biết rằng đó là chữ viết của linh hồn cô gái mà tôi vừa giúp. Cô ấy cảm ơn tôi vì đã giúp cô ấy tìm được công lý. Tôi cảm thấy rất xúc động. Tôi biết rằng mình đã làm được một điều tốt. Tôi đã giúp một linh hồn được siêu thoát. Tôi đã bỏ mảnh giấy đó vào túi và đi trở lại phòng. Tôi vẫn suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Phải chăng thật sự có một thế giới đang hiện diện cùng với chúng ta? Dù sao, tôi hy vọng rằng cô ấy sẽ được hạnh phúc ở thế giới bên kia.